Dạ chị, em là Vũ Duy Tùng, quê ở Nghĩa Bình, Yên, Nam Định. Chị biết em là bị đại tràng từ lâu rồi, nhưng mà chính xác là bị cách đây bao lâu và thì lúc đấy thì bệnh có những cái biểu hiện như thế nào? Dạ thực ra thì chính xác thì em cũng không nhớ rõ bệnh của em từ bao lâu, nhưng mà chắc là cũng phải mấy năm rồi. Nhưng mà có điều là em cũng không chủ quan, không đi khám, tại vì nghĩ là mình còn trẻ nên không vấn đề gì. Cái công việc của em là công việc thị trường, làm nhân viên kinh doanh, cho nên đi ngoài đường suốt, nhiều lúc rất là bất tiện. Việc đầu tiên ra ngoài lúc nào cũng phải tìm xem nhà vệ sinh nó ở đâu, bởi vì nếu không thì sẽ không kịp mất. Cái vệ sinh của em thì mỗi ngày đi nhiều lần lắm, nếu mà có những lúc đang ăn có khi chưa kịp buông đũa đã buồn đi rồi. Đấy. Những cái biểu hiện bệnh của em nó cũng phức tạp, đau bụng, chướng hơi, rồi là đau âm ỉ, có những lúc thì đau quặn tưởng chừng rất là khó chịu, thỉnh thoảng có đánh hơi liên tục, và nhất là công việc của em thì hay phải tiếp khách. Những cái lúc như thế xấu hổ lắm chị ạ. Cái bệnh của em thì hay lắm, ăn cái gì hôm nay ăn cái gì thì biết ngay chị ạ. Ăn rau thì ra rau, ăn dưa ra dưa, mà có những lúc thì nhìn nó nhầy nhầy như dỉ mũi ấy. Nhìn rất là sợ. Những cái thông thường thì em hay bị những cái cơn đau quặn rất là khó chịu. Em chưa bao giờ thấy cái bệnh nào mà đau như cái bệnh này. Đấy, thỉnh thoảng sờ nó có những cái cục cục này, cục rất là cứng Cứng là phần đầu bụng tiên, đấy đúng không? và còn nghĩ là mình bị cái cục gì, cái khối u hay cái gì đấy, sợ lắm, không dám đi. Nếu mà chị bảo em như này mà bị cái bệnh gì nguy hiểm thì làm sao vợ con em nữa. Cái thời gian đấy ấy, thì em gầy lắm, không được như thế này đâu. Ngày đấy có ăn uống được cái gì đâu, phải kiêng khem nhiều. Lúc đấy em khoảng bao nhiêu cân? Lúc đấy Ngày đấy em chỉ khoảng 60 cân thôi. tại sao em lại không đi khám để mình biết mình bị bệnh gì ấy, để cơ thể mình đỡ phải lo lắng? Thực ra thì cũng lo lắng chị ạ, phần vì sợ có vấn đề gì về sức khỏe thì đi khám nó ra cái gì, sợ nhất là cái cục u ác hay cái gì thì nguy hiểm. Đấy, nhưng mà về sau thì để lâu dài không được, em vẫn phải quyết định đi khám. Đến bạch mai khám thì may quá, khám xong bác sĩ bảo là không vấn đề gì, chỉ là bị đại tràng co thắt thôi. Ngày đấy em cũng chẳng biết đại tràng co thắt đó là cái gì. Mà Thì lúc đấy là bác sĩ có bác sĩ có khuyên mình cái vấn đề gì không? Khuyên ăn uống hay khuyên cái gì không? bác sĩ thì bảo là cái bệnh này ấy, chủ yếu là do vấn đề về ăn uống không hợp vệ sinh, với lại vấn đề stress căng thẳng. Thực cũng là do tự mình hại mình đấy chị ạ. Ăn uống, và thời sinh viên thì ăn uống chả làm sao, ăn quán, ăn hàng, ăn linh tinh. Đến lúc về sau đi thị trường thì cũng công việc như thế, cũng gặp cái gì ăn cái đấy trên đường. Về sau nữa thì vợ con nấu cơm, vợ nấu cơm cho ăn chẳng hạn, thì thức ăn bây giờ chị biết cũng không hợp vệ sinh, cái nọ cái kia, kể cả rau củ quả nữa, bây giờ có biết cái gì có thuốc cái gì không thuốc đâu. Thành ra là em nghĩ là cái vấn đề ăn uống của em là có vấn đề đấy. Còn cái đặc thù công việc của em cũng thế, stress suốt ngày, căng thẳng, lo lắng, cho nên là nó cũng là một nguyên nhân gây bệnh. Cái giai đoạn bị nặng nhất đấy là cái giai đoạn mà em dừng công việc công ty cũ, chưa có việc công, chưa làm việc, chưa phỏng vấn, chưa xin việc chỗ mới, thành ra là áp lực nó lớn, căng thẳng lắm chị ạ. Đấy, căng thẳng quá thì nó có những cái cơn đau quặn. Em cũng không rõ, nhưng mà hàng ngày hàng đêm nhiều lúc mất ngủ bởi vì nó đau lắm. Đau Em liên chưa tục thấy, đấy à? và em chưa thấy cái bệnh nào mà đau như này cả. Đến lúc về sau xin được việc rồi, đi làm rồi thì cũng áp lực công việc nó có bớt đi một chút, nhưng mà cũng vẫn còn đau. Em đi khám ở bệnh viện rồi ấy, thì bác sĩ kê đơn thuốc thì em có uống không? Uống thì có đỡ không? Có chứ chị, em cũng uống nhiều loại thuốc lắm, khoảng tầm 4-5 loại gì đấy. Uống thì ban đầu các cái loại thuốc đấy có cả kháng sinh nữa, ban đầu uống thì nó cũng đỡ, đi đại tiện cũng ít, nhưng mà chả hiểu sao về sau dừng thuốc thì lại tái lại. Nếu mà em cũng có lúc không biết phải làm gì thì đi mua lại cái đơn thuốc để uống lại, thì càng ngày càng thấy nó giảm cái tác dụng. Cơ bản Em là nghĩ bị chắc nhờn. là khả năng là bị nhờn thuốc đấy. Về sau vợ em thấy thương quá mà này dừng không uống nữa, đi tìm hiểu tìm tòi khắp nơi, bốc thuốc nam cho uống. Có những lúc bốc mua những cái thuốc gì nó nhỏ nhỏ tròn tròn như này này, uống cả vốc, Cả bốc luôn. và cho cả một vốc một mồm uống, và chả thấy đỡ thì uống vào lại còn đi nhiều hơn. Đợt đấy gầy lắm chị ạ, sụt xuống chục cân so với bây giờ, mà người thì mệt, lúc nào cũng mệt mỏi, trong tình trạng mệt mỏi và căng thẳng thì đến đến nỗi mà cái nằm mơ cũng nằm mơ cái nhà vệ sinh. Bệnh nhân đại tràng nào chị thấy là cũng bị cái nỗi ám ảnh như của em ấy. Nếu thế thì không biết là cái chế độ ăn uống kiêng khem của em thì có phải ăn uống kiêng khem nhiều không? Dồi, cái bệnh này thì phải kiêng nhiều ấy chị. Bình thường ấy, nếu mà ăn đồ luộc thì nó còn đỡ, chứ nếu mà gặp những cái loại đồ xào hay chiên nướng gì đấy, nhất là ăn hải sản chẳng hạn,
Còn bọn em thì hay phải bia rượu, uống vào thì biết ngay. Cho nên là em cũng sợ lắm. Nhiều lúc ăn cái rau ở nhà, rau sạch nhà trồng đấy, nhưng mà cũng có lúc bị. Thì em nghĩ lại thì bác sĩ bảo là tại vì em bị bệnh lâu, niêm mạc tải đại tràng nó bị tổn thương quá nặng. Đấy, cho nên là ăn cái đồ sạch nhiều khi cũng bị. Cái nhiều khi nhìn đồ ăn ấy, thèm lắm chị ạ, nhưng mà cũng phải cố gắng mà nhịn. Cái miệng cãi lại cái đầu cũng không được. Là mình muốn ăn nhưng mà vì bệnh nên là mình kiêng không Vâng, ăn đúng không? những cái đồ đấy tại vì em ăn có những lúc em đã từng ăn, cũng đã cố gắng ăn một chút xem như thế nào thì ăn vào cái bị ngay trả giá, cho nên em cũng sợ. Nhiều nhất là vợ con em thì thấy chồng phải kiêng như thế cho nên là vợ con nhiều lúc muốn ăn cái nọ cái kia cũng không dám ăn. Đấy. Nhiều khi phải chờ chồng không có nhà chẳng hạn, muốn cải thiện một bữa hải sản gì đấy thì lúc đấy mới dám mua về. Nếu thế thì chắc là vợ con em thì cũng thiệt thòi, cũng không được chồng dắt ra ngoài ăn nhiều thứ đúng không? Trước đây thì cũng đi nhiều chứ, đi ăn hàng quán nhiều. Nhưng mà từ ngày em bị cái này đến giờ, lúc đầu bị nhẹ thì nó còn đỡ, mình không để ý. Nhưng mà từ lúc bị nặng lên là thưa dần, cái chế độ ăn của vợ con cũng bị ảnh hưởng. Nhất là ăn quán thì càng không dám ăn rồi, đi ra ngoài bây giờ ăn chả biết đồ được, nó như thế nào. Mà chẳng nhẽ vợ con ăn thì chồng ngồi nhìn. Chị thấy là hình như là bây giờ là nói chung là tăng được cân này, da trẻ sáng hơn này, tinh thần thoải mái hơn, thì có phải là bệnh tình của em đã ổn rồi đúng không? Em có bí quyết gì để chia sẻ với mọi người không? Thực ra thì cái này cũng là cái mà em muốn chia sẻ với mọi người thôi. Cái sản phẩm ngày trước ấy, khi mà em bị đại tràng ấy, thì nó có một cái sản phẩm mà em dùng để trị mất ngủ. Chị biết là đại tràng nó hành hạ như thế làm sao mà ngủ được. Có giai đoạn mất ngủ dài lắm. Thì em có tìm hiểu, em uống cái Bonnie Sleep của Canada ấy. Đấy. Thì em cũng không biết đại tràng đâu, nhưng mà em cứ uống sản phẩm đấy để cho nó giải quyết cái vấn đề mất ngủ trước mắt đi. Thì em uống cái đấy thì đỡ, đỡ mất ngủ hẳn. Về sau công ty thì họ rất là nhiệt tình, họ các bạn dược sĩ tư vấn gọi điện suốt ấy, hỏi thăm về tình trạng bệnh của em như nào. Thì có một đợt tự nhiên em buột miệng nói ra là em bị do bị đại tràng nên nó thế. Mới biết là các bạn có cái sản phẩm cũng tương tự của Canada đấy, sản phẩm về đại tràng các bạn giới thiệu với em. Nó là sản phẩm Boni Bio. Đấy, các bạn giới thiệu xong thì em tại vì bây giờ chị bảo còn biết bầu víu vào đâu. Cái mình có cái tí niềm tin về sản phẩm kia cho nên là em cũng thử xem thế nào. Thế, nếu thế thì kết quả sử dụng cái Boni Bio là được như thế nào, em có thể chia sẻ kỹ hơn được không? Ban đầu ấy thì em uống cái đấy em dùng liều tấn công 4 viên một ngày chia 2 lần. Đấy. Uống mấy ngày đầu thì thấy bụng có cái cảm giác nó nhẹ nhõm hơn, nó không căng như trước nữa. Đấy. Nhưng mà có kết quả thì nó phải sau tầm khoảng 15 ngày nửa tháng gì đấy. Là đến cái tầm đấy là em thấy cái tần suất đi ngoài của mình giảm hẳn. Đấy. Những cái cơn đau nó giảm nhiều. Những cái tần suất đau nó cũng giãn ra, không có đau liên tục như ngày trước nữa. Tức là cái mức độ đau và cái tần suất là nó bắt đầu giảm ra rồi đúng không? Nó vừa giảm về tần suất vừa giảm về cái cường độ đau. Nói chung là thích lắm chị ạ. Đấy, những cái triệu chứng như kiểu là đau bụng hay là chướng hơi, và nhất là cái triệu chứng xì hơi ấy là nó đỡ hẳn. Tại vì ngày trước đây em ngại nhất là cái vấn đề đấy, khi mà đi tiếp khách ấy thì mình không tự chủ được, nhưng bây giờ thì mình tự chủ được. Tại vì cũng thấy hợp thuốc cho nên em mua luôn một liệu trình 3 tháng dùng. Đấy, dùng xong 3 tháng thì bây giờ sướng lắm chị ạ. Bây giờ không còn thấy những cái cục cứng như ngày trước nữa. Những cơn đau quặn với những cái biểu hiện chứng bụng đầy hơi xì hơi là gần như hết hẳn. Đấy, nhất là phân của em bây giờ đi thì nó không bị sống nữa đâu. Giờ thành chín rồi, đi thành khuôn hẳn hoi. Còn cái vấn đề đi vệ sinh ngày trước ấy, đi nhiều lắm. Có ngày đi không kiểm soát được 4-5 lần tìm nhà vệ sinh đấy. Nhưng mà bây giờ thì cái đấy là một trong cái em sướng nhất. Bây giờ thì chỉ việc đi mỗi lần buổi sáng thôi. Còn lại trong ngày không phải lo nữa. Còn chuyện ăn uống kiêng khem của em thì sao? Bây giờ cũng cần phải kiêng khem nhiều chứ đó. À chị, ngày trước ấy thì em thực ra là cái bệnh của em như thế thì em chỉ mong là thoát được cái tình cảnh suốt ngày tìm nhà vệ sinh thôi. Như thế là ước mơ rồi. Nhưng mà may quá em uống Boni Bio xong ấy thì bây giờ không những mà thoát được cái cảnh đấy mà kể cả những cái chuyện kiêng khem thức ăn của em cũng khác hẳn ngày trước, không phải kiêng nhiều như thế đâu. Đấy, nhất là bây giờ kể cả những cái đồ chiên xào rán hay là đồ tanh, trước ăn vào bị ngay nhưng bây giờ em ăn thoải mái. Những cái ví dụ như bọn em chị biết là công việc ấy, cũng hay phải tụ tập bạn bè rồi anh em nhậu nhẹt gì đấy. Ngày trước không dám uống ngụm bia nó luôn nhưng bây giờ thì uống tương đối thoải mái rồi. Đấy, chị ạ, vợ em thấy em đỡ bệnh thì nó mừng lắm, nó mừng hơn cả em ấy. Tối hôm qua nó đi mua nguyên mấy cân hải sản về ăn, cả nhà chén no nê. Như bình thường là em ăn xong có khi phải chạy ngay nhưng mà tối hôm qua ăn xong không vấn đề gì, đêm ngủ một mạch. Đến sáng cũng chỉ phải đi có một lần thôi, phân cũng vào khuôn ngon lành, không có vấn đề gì. Công nhận là uống thuốc xong nó khỏi bệnh, tinh thần nó thoải mái hơn hẳn. Nói chung là bây giờ ấy, thì
Chắc là do cái niêm mạc đại tràng của em nó phục hồi rồi, cho nên là ăn được hấp thu tốt lắm. Ngày trước em đen xì, bây giờ da sáng hơn này. Với lại nhất là ngày trước ấy, em chỉ có khoảng tầm 60 cân thôi, bây giờ tăng vọt lên 70 cân rồi. Và tại vì dùng được cho nên em giới thiệu rất là nhiều người. Đấy, trong đó có cả sếp em này, chú, cô dì, chú bác, nhiều người lắm. Tại vì đại tràng nó phổ biến mà, ở quê nhiều người bị. Chắc cũng là do vấn đề ăn uống nữa. Thì bây giờ mọi người dùng ấy, thì cũng thấy đỡ. Nhưng là sếp em bây giờ cứ thỉnh thoảng ới này, mua cho chú chục hộp. Đấy, chính vì vậy với kinh nghiệm dùng của em và những người em đã giới thiệu ấy, thì đa phần là đều ổn cả. Cho nên là nếu mà những ai bị viêm đại tràng mãn tính như sếp em hay là bác em chẳng hạn, hay là bị viêm đại tràng co thắt giống em ấy, thì em nghĩ là cũng nên thử qua BoniBio. Tại vì với em cũng đã dùng qua rất nhiều loại thuốc thì thấy cái thuốc này nó khá là tốt. Tại vì thực tế với cái bệnh như của bọn em ấy, thì mọi người vướng vào đều biết cuộc sống khổ lắm chị ạ. Và bây giờ khỏi như em, đời tươi rồi, rất là thích. Chị cảm ơn em.